Hồ sơ giang hồ phố biển Nha Trang. Các bạn thân mến, có một thế giới ngầm đã tồn tại ở thành phố biển Nha Trang Khánh Hòa xinh đẹp, chia nhau những lợi nhuận béo bở từ việc phát triển loại hình dịch vụ đen. Các đầu lĩnh của các băng xã hội đen tại Nha Trang có quan hệ tình cảm với nhiều cán bộ công quyền. Hà Lê chơi với em vợ trưởng phòng PC14. Hạnh Nhật có bà mẹ là cán bộ công an nghỉ hưu, còn nữ quay Anh Phú thì cặp với hai cán bộ công an. Cả ba là những ông trùm, bà trùm khét tiếng nhất giang hồ Nha Trang. Nhưng giang hồ phố biển còn một kẻ nữa đứng trên tất cả. Chào mừng các bạn trở lại với Trùng Cuối TV. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, like và chia sẻ video giúp kênh nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đến thành phố Nha Trang những ngày cuối tuần, đi đâu chúng tôi cũng nghe bàn tán về những băng nhóm xã hội đen lần lượt bị bế đi. Ngồi uống cà phê thì lại được nghe người dân bàn tán về đại ca Hà Lê. Người thì kể Hà Lê đóng đô ở khách sạn Lost, mỗi đêm sai một em. Người thì khẳng định Hà Lê là đệ tử của Năm Cam. Điều này có nghĩa người dân Nha Trang chẳng hề xa lạ gì với những đối tượng xã hội đen vừa bị bắt và bị phát lệnh truy nã. Tức từ nhiều năm qua, các cơ quan chức năng địa phương đã có tên những đối tượng cộng cán trong băng nhóm này. Vậy tại sao một băng nhóm xã hội đen tổ chức quy mô với những đối tượng nổi cộm như vậy lại có thể tồn tại trong suốt một thời gian dài? Xã hội đen Nha Trang gồm những ai, phương thức, tổ chức, thủ đoạn hoạt động ra sao? Để có thể có một cái nhìn rõ nét về thế giới ngầm ở Nha Trang, có lẽ cần phải nhắc đến một nhân vật đã từng làm tổn hao giấy mực của báo chí cách đây nhiều năm, Phạm Chí Tin, tức Tin Palace. Ông trùm xã hội đen Khánh Hòa đã bị Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an bắt giữ vào năm 1994. Sau khi Phạm Chí Tin đi tù, giang hồ Nha Trang như rắn mất đầu, các phần tử bất hảo còn lại tan tác, tìm đàn anh khác để đầu quân. Đã có một thời gian, ở Nha Trang không có sự hoạt động của thế giới ngầm thực sự, mà chỉ là các hành vi mang tính manh động của một vài đối tượng côn đồ. Thế nhưng, sự yên bình này kéo dài không lâu. Bằng con mắt nhà nghề, các trùm xã hội đen ở miền Nam, miền Bắc không thể không khai thác một mảnh đất màu mỡ là thành phố du lịch Nha Trang. Trong số này có Năm Cam. Theo một số nguồn tin chúng tôi thu thập được thông qua những mối quan hệ trong giới xã hội đen, sau khi được mãn hạn lao động cải tạo vào năm 1998, Năm Cam đã được giới thiệu với Hà Lê, tức Võ Quảng Hà, sinh năm 1969, ngụ phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, một đàn em cũ của Phạm Chí Tin. Không trực tiếp nhúng tay vào các trò đâm chém, nhưng tên tuổi của Hà Lê lại có vẻ còn nổi hơn cả. Về nhân thân, Hà có một khởi đầu khá tốt, cả bố lẫn mẹ đều là cán bộ nhà nước. Cha của Hà từng là một phó tổng giám đốc công ty xuất nhập khẩu vận tải biển Khánh Hòa. Thì trượt đại học, Hà theo học trung cấp hàng hải. Ra trường là con em cán bộ trong ngành, Hà dễ dàng xin được việc làm trên tàu Nha Trang 08. Nhưng chỉ một thời gian ngắn thì bỏ để lên bờ theo nghề kinh doanh. Xuống tàu và lên bờ gần như cùng lúc với Hà là một cái tên khá quen thuộc, Tống Viết Hòa, ông chủ vũ trường phi thuyền tài tiếng sau này. Trên tàu, Hà làm thủy thủ, còn Hòa làm phục vụ viên. Khởi đầu từ mối quan hệ bạn bè này nên Hà Lê đã từng đôi lần có mặt tại phi thuyền với tư cách khách mời và được giới thiệu với những Năm Cam, Dung Hà, Hải Bánh. Ít nhiều, những mối quan hệ này cũng khiến đám dân chơi Nha Trang nhìn Hà bằng cặp mắt khá để vì, tạo cho Hà một phần số má. Khác với hình dung của nhiều người, Hà Lê có vẻ ngoài không hề hung hãn, cao, gầy, tay chân dài loằng ngoằng, nói năng nhỏ nhẹ, đúng mực, có hiểu biết và khá thuyết phục. Hà trông có vẻ giống một tay nghệ sĩ nghiệp dư hơn là một tên tuổi trong chốn giang hồ. Năm 1994, khi Chí Palestine làm mưa làm gió gây nên vụ nhà hàng 62 Trần Phú và bị bắt, thì Hà chỉ là một gã dân chơi, chưa có tên tuổi gì. Nhưng chỉ ít lâu sau, cứ đến Nha Trang mà hỏi Hà Lê thì dân cô hồn các đảng ở bến xe, bến tàu không ai là không biết. Trong một thời gian dài, Hà là chủ vũ trường Lost lớn nhất Nha Trang. Đang ăn nền làm ra, đùng một cái vào khoảng giữa năm 2003, vũ trường này cháy rụi, hai nhân viên thiệt mạng. Dù nguyên nhân vụ hỏa hoạn sau đó đã được cơ quan chức năng kết luận là do chập điện, thì giới giang hồ vẫn kháo ầm lên rằng vũ trường Lost bị các đối thủ xã hội đen đốt để dằn mặt Hà Lê. Ít lâu sau, Hà lại dính vào một vụ buôn lậu hàng ngàn chai rượu ngoại, nhưng vụ này rồi cũng chìm và kẻ bị truy tố chỉ là một tên đàn em chứ không phải Hà Lê.
Thoát được nhiều lần hỏi thăm của luật pháp, vị trí và uy tín của Hà ngày càng được khẳng định trên phố biển. Tuy nhiên, theo xác nhận của Đại tá Cao Minh Nhạn, Giám đốc Công an Khánh Hòa, với một chuỗi tai tiếng vì dính líu vào không ít vụ việc phức tạp, những năm sau đó, Hà đã không được cấp giấy phép để kinh doanh vũ trường, một ngành quá nhạy cảm nhưng không thể thiếu được ở một thành phố du lịch như Nha Trang. Không đi thẳng được thì đi đường vòng, Hà đã nhờ một số người có uy tín và nhân thân tốt đứng ra xin giấy phép giúp, còn mình thì bỏ vốn kinh doanh. Quyết theo đuổi sở trường trong nghề kinh doanh quán bar sàn nhảy, Hà đã bỏ ra hơn 300 triệu đồng để biến tầng hầm Trung tâm Văn hóa và Nhà khách tỉnh ở số 46 Trần Phú, Nha Trang, rộng 779m² thành vũ trường New Century. Giấy phép kinh doanh núp dưới tên ông Hoàng Ngọc Viên, nguyên trưởng công an thành phố Nha Trang đã từ nhiệm. Đáng nói là giấy phép chỉ cho kinh doanh giải khát, ăn uống và tổ chức ca nhạc, tổ chức hoạt động vũ trường là trái quy định. Vì vắng khách, đến tháng 3 năm 2006, vũ trường đã ngừng hoạt động. Ông Viên nói rằng Hà vẫn chưa trả cho ông một đồng nào. Tương tự, tại hai vũ trường Lost và Yasaka, dù là cổ đông chiếm phần lớn cổ phần, thì tên của Hà cũng không xuất hiện trên giấy tờ. Trong số những người hùn chung với Hà có anh em Đỗ Ngọc Linh, Đỗ Hữu Linh, em vợ thượng tá Phạm Trọng Cường là cán bộ công an tỉnh. Được một thời gian, do bất đồng và kinh doanh không có lãi, hai nhân vật này đã rút vốn. Theo Đại tá Cao Minh Nhạn, từ khi ông Phạm Trọng Cường được đề bạt giữ chức trưởng phòng PC14, hai người em vợ của ông Cường đã có dấu hiệu thân mật và lên nước ra mặt đối với các đối tượng hoạt động trong băng nhóm. Đã có nhiều lời khai và bằng chứng cho thấy Đỗ Hữu Linh là đối tượng có liên quan trực tiếp trong vụ đâm chém xảy ra vào đêm ngày 27 dạng ngày 28 tháng 12 năm 2005 trước vũ trường Century. Vụ án mà Trùng Cuối TV sẽ đề cập chi tiết ngay sau đây. Để khẳng định số má trong giới giang hồ Nha Trang, Hà Lê đã gây ra những vụ xô xát mà chẳng hiểu sao không hề bị truy tố trước tòa. Thậm chí, có lúc các cơ quan chức năng đã suýt truy tố Hà Lê về tội chứa chấp các tài sản do người khác phạm tội mà có cùng với hai bị can khác. Nhưng cuối cùng, Hà Lê cũng thoát tội vì vụ án được đình chỉ. Bằng cách nào mà Hà Lê né tránh được sự trừng phạt của pháp luật là một vấn đề không dễ có câu trả lời rõ ràng. Nhưng với cái cách sống ung dung của Hà Lê trong khi vẫn hoạt động băng nhóm tại Nha Trang đã làm cho nhiều người sợ y, và Hà Lê nghiễm nhiên được thừa nhận là một đại ca. Một lần, trong lúc trà dư tiểu hậu với chúng tôi, một sĩ quan cảnh sát hình sự lâu năm ở Nha Trang đã nhận định Hà Lê chính là đàn anh của các đàn anh ở thành phố biển, là kẻ thực sự nắm quyền chi phối hoạt động của các băng nhóm khác trên địa bàn. Những năm 90, Trần Thị Hoàng Ánh, sinh năm 1966, chỉ là một người bán hàng rong trong sân ga Nha Trang. Phú, chồng của Ánh, cũng khởi nghiệp bằng nghề bốc vác tại ga. Cuộc sống của gia đình này khá chật vật, kiếm đủ tiền trợ hàng ngày cũng đã mệt lòi mắt. Thế nhưng, từ năm 1994, cặp vợ chồng lưu manh này đã phật lên nhanh chóng. Tại phường Lộc Thọ, phường trung tâm được mệnh danh quận nhất của thành phố Nha Trang, ngoài khách sạn AP cao 8 tầng, Ánh, Phú còn sở hữu 3 căn nhà mặt tiền liền nhau ở số 36/6, 36/7, 36/8 trên trục đường Nguyễn Thiện Thuật và một căn nhà lớn ở trong hẻm rộng. Ngoài ra, giải rác trong nội ô, vợ chồng Ánh Phú còn có phần hùn hạp hoặc là chủ của một loạt tiệm massage hớt tóc thành nữ cao cấp. Vợ chồng Ánh Phú là chủ doanh nghiệp kinh doanh một chuỗi nhà hàng, khách sạn, quán bar, cà phê, massage và cho vay nặng lãi. Còn nợ của vợ chồng chủ doanh nghiệp này rất đa dạng, có rất nhiều thanh niên mới lớn cần tiền tiêu xài phung phí vào cờ bạc, lô đề, nghiện hút, đi vũ trường. Đối tượng nào không trả được lãi, Ánh và Phú thu nạp về để hội tụ vào băng nhóm của Hạnh Nhật làm công cụ chuyên đi đòi nợ, bảo kê. Những khách hàng vay lãi nặng của Ánh Phú thì cũng là khách hàng của Hạnh Nhật. Theo chỉ đạo của Ánh, Phú và Hạnh, những cuộc đụng độ với cả giang hồ hay con nợ, bọn đàn em chỉ được chém bị thương chứ không được chém chết. Có con nợ chỉ vì không trả được đã bị đàn em của Hạnh Nhật chém cụt chân phải, cụt tay trái. Mục đích là để người ta sống không bằng chết, bị ám ảnh bởi sự tàn phế và sự theo dõi, đeo đẳng, đòi nợ của giang hồ. Cụ thể, vì mâu thuẫn làm ăn với chủ quán 7G3 trên đường Hùng Vương, Nha Trang, Ánh, Phú đã bật đèn xanh cho Hạnh Nhật đến đập phá tài sản, chém chủ quán đến tỷ lệ thương tật vĩnh viễn 15%. Cũng là cạnh tranh trong việc mở quán massage,
Ánh Phú cũng chỉ đạo cho Hạnh Nhật đưa 34 tên đàn em đến quán massage Bích Tuyền trên đường Hùng Vương, Nha Trang với dao, mã tấu, súng bắn cá, đã rượt đuổi nhân viên, đập phá tài sản và đánh chủ quán. Về mảng cho vay lãi nặng thì câu cửa miệng là lãi suất 5 cam, tức muốn nói là lãi suất cao cắt cổ người vay, vẫn còn thu xa lãi suất của vợ chồng Ánh Phú. Có người ở phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang vay của vợ chồng chủ doanh nghiệp này 5 triệu đồng. Chẳng hiểu cách tính thế nào, 3 tháng sau, cả gốc lẫn lãi, người này bị tính thành 30 triệu đồng, mới trả được 21 triệu, còn khất nợ 9 triệu xin được trả dần. Nhận được chỉ thị, Hạnh Nhật đã đưa đàn em đến đánh con nợ này để thương tích đầy người. Có người vay 60 triệu đồng, trong một thời gian ngắn không thể trả cả lãi lẫn gốc. Người phụ nữ này đành phải nhìn đàn em của Hạnh Nhật ép bán nhà rẻ cho chúng để trả nợ. Bán nhà với giá thấp vẫn bị đàn em của Hạnh ép viết giấy nợ 110 triệu đồng, cho phép trả 2,5 triệu đồng một tháng. Bao giờ trả hết số nợ đó thì thôi. Một trong số nhiều con nợ khác là chị Liên. Chị này vay được hơn 10 triệu đồng, nhưng 4 tháng sau, số tiền gốc và lãi đã tăng lên tới 19 lần. Dù hàng tháng chị Liên vẫn trả lãi cho vợ chồng Ánh Phú. Không còn tài sản gì đáng giá để cho chủ siết nợ, làm ăn thì bị thua thiệt, vợ chồng chị Liên đành phải bỏ trốn. Năm 2002, chị Phạm Thị Bích Thu ở khu Quân Trấn, phường Lộc Thọ vay của Ánh 5 triệu đồng. 2 năm sau, khi đã trả hơn 20 triệu đồng tiền lãi, chị Thu vẫn bị Ánh cộng dồn thành số nợ 30 triệu đồng. Bán hết tài sản, vợ chồng chị cũng chỉ trả được 21 triệu nữa là hoàn toàn kiệt quệ. Cho rằng nạn nhân có ý quỵt nợ, ngày 9 tháng 11 năm 2004, Ánh đã cùng một phụ nữ tên là Gái xông vào nhà riêng, dùng điện thoại đập thẳng vào mặt chị Thu gây thương tích. Anh Nguyễn Hữu Dũng, chồng của chị Thu, chưa kịp can ngăn thì bị thị Ánh ra lệnh cho 4 tên côn đồ ập vào đánh cho một trận tơi bời phải đi bệnh viện. Không trả đủ bị đánh, trả đủ cũng chưa chắc đã yên thân. Đầu năm 2005, chị Nguyễn Thị Yến Ly ở đường Ngạc Long Quân vay của vợ chồng Ánh Phú 20 triệu đồng để mua xe máy. 3 tháng sau, vì trễ nợ 3 ngày, chị Ly đã bị Ánh dẫn theo Gái và 3 đàn em xông vào nhà đòi tiền. Sợ gặp tai họa, anh Nghĩa chồng chị Ly đã phải chạy đủ chỗ để vay tiền trả đứt con nợ. Trả xong, anh này đã chót dạ điện thoại can nhằn khiến thị Ánh phật lòng, buông ra một tràng đe dọa và chửi bới thậm tệ. 2 ngày sau, nhà anh bị bọn côn đồ đổ xăng đốt cháy. Trường hợp vợ chồng anh Nguyễn Văn Nghĩa, Đinh Thị Lài bán bia hơi trên lề đường Hùng Vương càng thê thảm hơn. Vay 6 triệu đồng từ năm 2002, sau 3 năm còng lưng trả lãi, mỗi tháng 1,2 triệu đồng, họ vẫn còn số nợ trên 30 triệu. Ánh Phú bèn quyết định cho chị Lài chơi một đầu hụt 10 triệu để buộc chị phải nhận số nợ lên đến 45 triệu đồng. Mỗi ngày phải trả góp 600.000 đồng trong thời hạn, khi nào bảo hết thì thôi. Quán cóc vỉa hè, thu nhập mỗi ngày chỉ dăm 30 ngàn, vợ chồng anh Nghĩa chị Lài có kêu trời cũng chẳng biết tìm đâu ra tiền trả món nợ khổng lồ này. Đêm ngày 28 tháng 10, hai sát thủ xách mã tấu xông vào nhưng vợ chồng chị phát hiện, chi hô kịp thời nên bọn chúng đã bỏ chạy. Đêm 30 tháng 10, những tên sát thủ quay trở lại. Gần 30 tên cầm mã tấu xông thẳng vào quán, phá nát không chừa bất cứ thứ gì và đâm thủng ngực, chém đứt hai ngón tay, khuỷu tay của anh Nghĩa, gây thương tật 15%. Sau đó, chúng điềm nhiên bỏ đi mà không ai dám can ngăn. Ra viện, anh Nghĩa và vợ lại tiếp tục còng lưng trả nợ. Đến ngày thì anh bị bắt, số nợ vẫn còn gần 15 triệu đồng. Trong số những nạn nhân bị anh Phú siết nhà, có cả một nữ cán bộ công an. Sau đó, chính cô em gái của chị này, oái oăm thay, lại là một người từng hùn vốn với anh Phú để cho vay nặng lãi, đã đem tiền đến để chuộc lại. Đáng nói, dù tán gia bại sản, dù bị đánh, bị chém, bị đốt nhà, hàng chục nạn nhân của anh Phú vẫn phải ngậm tăm. Hầu như không ai dám thưa gửi vì sợ bị trả thù. Số tiền lãi kếch xù vơ vét được nhờ cho vay nặng lãi đã được Ánh trích ra mua hàng chục chiếc xe máy làm phương tiện đi đòi nợ cho hàng chục tên du thủ, du thực. Hạnh Nhật, sinh năm 1974, tên thật là Nguyễn Ngọc Thành Hạnh, quê ở huyện Diêm Khánh, tỉnh Khánh Hòa, thường trú tại 338/8 Lê Hồng Phong, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, là con trai của một nữ cán bộ công an tên là Nhật. Dù ít tuổi, nhưng Hạnh Nhật được xác định là ông chủ tàn bạo nhất. Hạnh Nhật bắt đầu đi vào con đường băng nhóm từ rất trẻ, cũng từng là đàn em dưới trướng Phạm Chí Tin, cùng thời với Hà Lê. Nghiện heroin loi mắt, nổi tiếng là một sát thủ ly lợm, Hạnh Nhật được đám đàn em tôn sùng, sẵn sàng chết vì đàn anh mỗi khi được Hạnh Nhật ra lệnh truy sát một ai đó, không cần biết nguyên do.
Băng Hạnh Nhật sống chủ yếu bằng nghề bảo kê, đâm chém thuê, đòi nợ mướn. Hạnh Nhật còn có một nguồn thu nhập không đếm nổi từ việc khống chế, chăn dắt một đội làm gái làm tiền khá đồng đảo. Để trói chặt các cô gái đáng thương này vào guồng máy in tiền của mình, Hạnh nghĩ ra cách vừa cho họ vay tiền góp, vừa bỏ tiền ra mua hàng loạt xe máy đời mới, sang trọng cho những cô gái bắt mắt nhất để lên đời nhan sắc và nâng cao chất lượng mẫu mã cũng như phương tiện hành nghề, sau đó cho họ trả dần. Nguồn vốn cho vay, mua xe và cùng khai thác nguồn lợi trên thân xác đám bướm đêm, Hạnh Nhật hùn vốn với anh Phú. Đêm nào cũng vậy, từ nửa đêm đến 3 giờ sáng, khu vực quán lẩu cá kèo số 10 đường Pasteur đều huyên náo như họp chợ. Đó là thời điểm gái tiếp viên bar, vũ trường, tiệm massage tập trung về đóng hụi chết. Hạnh Nhật, anh Phú bố trí hẳn một đội ngũ tay chân, đông trâu mật ngựa chuyên đi thu tiền của gái. Cô nào mẫu mã xuống sắc, bị lấp ổ, móm, không kiếm đủ tiền để nộp, những tên hung thần này sẽ đánh đập không tiếp tay. Ngược lại, cô nào trúng quả đập, chúng sẽ không ngần ngại tra xét để chấn lột phần lớn về nộp cho Hạnh Nhật. Giàu có và quyền lực, nhưng cả anh Phú lẫn Hạnh Nhật đều chỉ là những tay anh chị chiếu dưới so với Hà Lê, kẻ gần như đã thống lĩnh toàn bộ giang hồ trên toàn thành phố biển. Hà Lê sở hữu một khách sạn 8 tầng trên đường Trần Quang Khải, một nhà hàng trên đường Yết Sành cùng mang tên Thiên Minh. Ngoài ra, tên giang hồ trẻ tuổi này còn nắm phần lớn cổ phần của một loạt vũ trường lớn sang trọng nhất của Nha Trang như Lost, Yasaka, Sunrise và New Century. Nguồn thu nhập từ việc chăn dắt gái quá lớn, Hạnh Nhật, anh Phú không thể ngó lơ trước đội ngũ cà phê đông đảo tập trung trong các cơ sở kinh doanh của Hà Lê. Từ sự hợp tác để khai thác nguồn lợi, một liên minh ma quỷ đã hình thành. Bề ngoài mềm mỏng, khôn khéo, Hà Lê đã thâu tóm dần quyền lực, trở thành kẻ sai khiến, giật dây cả một đội quân chuyên nghề bạo lực, biến đám du thủ du thực tay chân của Hạnh Nhật, anh Phú trở thành những tên bảo kê đâm thuê chém mướn tại các vũ trường nhà hàng của gã. Là một chủ quán hải sản trên đường Tủy Tĩnh, chị Huỳnh Lan Hương đã có va chạm với Tâm, em gái của Hạnh Nhật trong việc kinh doanh. Tối ngày 24 tháng 6 năm 2006, quán của chị đã bị một đám côn đồ kéo đến đập phá tan tành. Ngay sau đó, Hạnh Nhật đã đích thân tìm đến, ra lệnh cho chị Hương phải dẹp quán không được bán nữa. Tỏ ra biết điều, chị Hương không trình báo công an mà vội đến tiệm massage mặt trời tìm Hạnh để xin lỗi. Tại đó, chị đã bị Tâm và đám nhân viên đánh cho một trận no đòn nhưng vẫn không dám kêu nửa lời. Băng nhóm của Hạnh Nhật được cặp vợ chồng giao búa núp dưới danh nghĩa là chủ doanh nghiệp Thành Đạt tên là Trần Thị Hoàng Ánh và Nguyễn Văn Phú ở 31A Nguyễn Thiện Thuật, thành phố Nha Trang đầu tư kinh phí hoạt động và giao việc làm. Tướng Phạm Xuân Quắc cho biết chính băng của Hạnh Nhật đã dám đụng độ với nhóm của Tin Palace, khi đó Tin mới được mãn hạn tù một năm tại vũ trường đắt khách nhất Nha Trang và làm bị thương nhiều người, gây rối trật tự nơi công cộng. Theo tướng Quắc, quá trình điều tra Hà Lê phát hiện ra rất nhiều hành vi vi phạm của Hạnh Nhật, doanh nhân anh Phú. Ngày ấy, Hà Lê biết kiềng mặt đàn anh giang hồ Tin Palace, nhưng Hạnh Nhật thì không. Dù mới thụ hình xong 18 tháng tù giam, mới mãn hạn tù chưa lâu, nhưng máu làm giàu và tính ngông cuồng đã làm cho Hạnh Nhật không thể ngồi yên. Khi biết Tin Palace vừa ra tù, đã tổ chức một cuộc gặp đàn em chiến hữu tại khách sạn Thiên Minh ở 17C Yat Sanh, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang để tuyên bố hoạt động trở lại thì Hạnh Nhật rất khó chịu. Đường đường là một tên trùm, dưới trướng có đến 100 tên đàn em, giao búa, vậy làm sao kém được. Đầu cứ phải nhiều tuổi đã làm đàn anh, được xưng bá xưng hùng. Biết đàn em của Tin Palace hay đến vũ trường New Century làm ăn, đó là lãnh địa bảo kê gái mại dâm, gái nhảy và bán thuốc lắc của mình, Hạnh Nhật quyết định gây chiến. Vậy là một trận chiến trong mưa dao, kiếm, đánh, chém như trong phim hành động đã diễn ra, gây rối trật tự công cộng và gây thương tích cho nhiều người, toàn là đàn em chiến hữu của cả hai nhóm. Tài liệu thống kê cho thấy băng của Hạnh Nhật gây ra 15 vụ án nghiêm trọng, phần lớn là các hành vi như gây rối trật tự công cộng, cướp đoạt tài sản, giữ người trái phép, cố ý gây thương tích, trốn khỏi nơi giam giữ, bảo kê nhà hàng, khách sạn, quán bar, tổ chức mua bán chất ma túy, thuốc lắc, hủy hoại tài sản của công dân, đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi. Vụ án mà người dân và ngay cả giới giang hồ Khánh Hòa căm phẫn Hạnh Nhật nhất là y chỉ đạo đám đàn em chém ông Võ Đình Thu, tổng thư ký Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa. Ngày 23 tháng 10 năm 2006, Viện Kiểm soát Nhân dân thành phố Nha Trang cũng đã phê chuẩn lệnh khởi tố bị can đối với bà Trịnh Thị Trung, nguyên giám đốc một khách sạn lớn trong thành phố vì tội cố ý gây thương tích. Tuy đã ly dị từ lâu, nhưng bà Trung vẫn chưa quên những mâu thuẫn với chồng cũ là ông Võ Đình Thu, tổng thư ký Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa. Để giải quyết mối hận trong lòng, bà Trung đã bỏ ra 50 triệu đồng
thuê Nguyễn Ngọc Thành Hạnh, tức Hạnh Nhật, tổ chức chém ông Võ Đình Thu. Ngắt lại 30 triệu đồng giúp hai tên đàn em thân tín mua xe, Hạnh Nhật đã giao việc thực hiện hợp đồng cho một tên đàn em khác là Trần Duy Thành, 21 tuổi. Thành không dám làm nhưng cũng không dám từ chối, bèn giấu bớt một nửa tiền, còn 10 triệu đưa cho Phạm Hữu Hân, 20 tuổi, tự Ma Gia để tên này đi chém ông Thu. Gã Ma Gia lại rủ thêm Trần Quốc Nam, tự là Bi, 24 tuổi, cùng tham gia và trả cho tên này 4 triệu đồng. Đêm ngày 25 tháng 7 năm 2006, hai tên Hân và Nam chở nhau đến trước nhà ông Thu ở đường Trần Nguyên Hãn. Một tên đứng ngoài giữ xe canh gác, tên kia xông vào, chém ông Thu nhiều nhát vào hai chân rồi bỏ chạy. Không tìm ra thủ phạm, vụ án bị đình chỉ một thời gian, sau đó được phục hồi điều tra vào ngày 15 tháng 10 năm 2006. Đến nay, cả Hạnh Nhật và 4 tên đồng phạm trong vụ án đều đã bị bắt hoặc ra đầu thú, thừa nhận toàn bộ hành vi tội lỗi và vai trò chủ mưu thuê mướn của bà Trịnh Thị Trung. Bà Trung bị khởi tố nhưng chưa bị bắt giam vì bản thân lâm bệnh hiểm nghèo, đang phải điều trị ở bệnh viện. Khi cảnh sát siết chặt vòng vây với Hạnh Nhật tại nhà riêng của y thì Ánh cũng tới xem và chứng kiến cảnh Hạnh Nhật bị bắt, bị còng tay như thế nào. Lúc này, ả vẫn bình thản vô cùng, như thể ai làm thì người đó chịu, như thể cái số của mày chỉ đến thế thôi. Trước khi bị bắt vài tiếng, Hạnh Nhật đã cùng đồng bọn bàn cách qua mặt cơ quan công an và lên kế hoạch trừng trị những ai dám cả gan tố cáo chúng. Ai đã giải nghệ, tức không theo nghề giao búa nữa, cũng nằm trong danh sách chúng cần phải tiêu diệt trước khi trốn đi nước ngoài. Chuyện gây tiếng vang lớn được chúng lên kế hoạch là dùng lựu đạn ném vào nhà một số người bị hại dám tố cáo hắn với công an hoặc tổ chức cho đàn em đánh anh, em, con cháu của họ để trả thù việc họ dám cả gan tố cáo hắn với cơ quan pháp luật. Ở một diễn biến khác, phòng PC14 công an tỉnh Khánh Hòa cũng nhận được rất nhiều thông tin từ hoạt động phạm tội của anh Phú trong lĩnh vực cho vay nặng lãi. Đã có không ít vụ đánh chém người xảy ra mà nguyên nhân có thể là do nạn nhân vay nợ của anh Phú nhưng không trả nổi. Trong đó có 3 vụ vào các đêm ngày 22, 28 và 30 tháng 10 năm 2005, đâm thủng ngực, chém đứt gân tay anh Nguyễn Văn Nghĩa và hủy hoại toàn bộ tài sản trong quán bia hơi của anh ở 7G3 đường Hùng Vương. Tài liệu trinh sát cho thấy những vụ này đều do đàn em của Nguyễn Ngọc Thành Hạnh thực hiện theo yêu cầu của anh Phú. Chuyên án đấu tranh lật mặt hành vi tội lỗi của nữ quái này đã được Ban Giám đốc Công an tỉnh phê duyệt vào cuối năm 2005. Để tiện cho việc đấu tranh truy xét, ngày 10 tháng 8 năm 2006, Công an tỉnh quyết định gộp chung các mối của hai chuyên án riêng lẻ thành một chuyên án lớn, giao cho Công an thành phố Nha Trang đóng vai trò chính trong quá trình điều tra và báo cáo trực tiếp với Giám đốc Công an tỉnh. Điểm đột phá của chuyên án là vụ án nghiêm trọng xảy ra vào đêm ngày 17 tháng 5 năm 2006. Hai đàn em của Hạnh Nhật và Hà Lê là Nguyễn Duy Thanh, tức Cù Ghẻ, và Võ Duy Ẩn, tức Bật Mà, cầm đầu một nhóm khoảng 40 tên đi trên 20 xe gắn máy, tay cầm kiếm, mã tấu, tiến hành một cuộc thanh toán như thời Trung Cổ. Chúng đuổi chém nhân viên và đập phá tan hoang toàn bộ tài sản trong cơ sở massage Bích Tuyền trên đường Hùng Vương do bà Huỳnh Thị Thạch làm chủ. Được xem như đối thủ cạnh tranh có máu mặt nhất, bà Huỳnh Thị Thạch, chủ cơ sở massage Thanh Tuyền, cũng là người hứng chịu nhiều trận đòn thù sặc mùi bạo lực nhất từ nhóm Hà Lê, Anh Phú, Hạnh Nhật. Trước đó, khi thuê mặt bằng của vợ chồng Anh Phú để mở cơ sở massage và phát sinh mâu thuẫn, ngày 12 tháng 12 năm 2005, ông Nguyễn Thành Nhân, chồng của bà Thạch, đã bị một toán bịt mặt chặn đường tại ngã ba Lê Thánh Tôn, Nguyễn Thiện Thuật chém hai nhát đứt gân chân. Hai tháng sau đêm kinh hoàng ở cơ sở massage Bích Tuyền, rạng sáng ngày 15 tháng 7 năm 2006, bà Thạch và người con nuôi là Phạm Anh Duy trên đường đi ăn khuya lại bị một nhóm 9 tên dùng mã tấu tập kích. Duy bị chém nhiều nhát vào đầu, tay, gãy hai vai, đứt gân hai chân, rụng 3 ngón tay, thương tích rất nặng. Nguyên nhân là do Duy đã cùng bà Thạch trình báo công an về vụ đập phá 2 tháng trước. Nhóm Hà Lê đã sai người đến bắt bà Thạch và Duy phải viết đơn bãi nại nhưng anh này chưa kịp viết. Giàu có và quyền lực, nhưng cả Anh Phú lẫn Hạnh Nhật đều chỉ ở mức chiếu dưới so với Hà Lê, 37 tuổi, kẻ gần như đã thống lĩnh toàn bộ giang hồ trên toàn thành phố biển. Ngay cả Tin Palace, đại ca cũ đất Nha Trang, cũng phải té ra Hà Nội vì bị Hà Lê dằn mặt. Phần 1 loạt bài Hồ sơ giang hồ phố biển Nha Trang xin dừng lại tại đây. Mời các bạn đón xem phần 2. Tin Palace, ông trùm đầu tiên ở Nha Trang và trận huyết chiến với Hạnh Nhật, và trận huyết chiến với Hạnh Nhật, và trận huyết chiến với Hạnh Nhật, và trận... Bài viết xin được kết thúc tại đây. Xin cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với Trùm Cuối TV. Hãy ủng hộ chúng tôi bằng những bình luận, những lượt đăng ký hay một like, một chia sẻ kênh. Hãy giúp chúng tôi có thêm động lực mang đến cho các bạn những bài viết chất lượng hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn các bạn.